Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đến con Reaper này, Mask of the Red Death này, bằng hai phương án, một là phương án can thiệp vào mút trong game, hai là phương án lấy con tướng này này. Con tướng có cái phạm vi lên đến 410% này này. Anh em sẽ chơi nó ở cái map thư viện này, chuồng cái góc lát, chuồng cái góc lát này nha. Nhưng mà phải reroll ra được cái vũ khí xịn cơ. Đây, cái run này thì mới là đặt yêu cầu. Chù ở đây, các em cứ đứng ở đây thôi. Đứng ở đây farm cho đến level 30. Nhưng mà cái cách này thì nó hơi kén người chơi đấy anh em ạ. Tại vì nhiều khi anh em thao tác xịt một phát là không thành công đâu. Với cả cái phần power up ấy. Phần power up anh em sẽ không lấy cái hấp thụ. Không lấy cái hấp thụ cái hút. Bỏ cái hút đi, đừng cộng cái hút nữa. Không cộng cái tăng kinh nghiệm nữa mà chỉ tăng cái sát thương lên thôi. Đây, đầu tiên lấy cái này nhé, sau em pha đến level pha đến 30 phút, sau đó anh em lấy những cái vũ khí như sau này, mình sẽ nói qua tại vì mình sẽ không test đâu, tại vì nó mất thời gian lắm. Có khi thành công mà có khi xịt đấy. Lấy cái phi dao này, cái những cái gây sát thương đơn, cái tăng sát thương, cái vũ khí thì anh em lấy hóa băng. Anh em lấy bất tử này, anh em lấy phi dao, lấy cái nước, cái này nữa là 5 cái rồi thì có thể lấy thêm một cái boomerang cũng được. Đừng lấy những cái kỹ năng gây sát thương diện rộng, lấy những kỹ năng phóng gây sát thương đơn khỏe để anh em giết con bot. Anh em không cheat thì anh em farm cách đấy. Nội tại anh em lấy tăng sát thương, tăng phạm vi, tăng thời gian hồi sinh, hoặc là thêm một cái tăng số lượng, hoặc là lấy thêm một cái gì gì cũng được. Anh em cố giết con bot đấy, anh em sau khi đến phút 30 anh em ăn hết các thứ, anh em học đầy đủ full bộ kỹ năng, full vũ khí thì anh em sẽ đứng sang cái mé bên bàn này. Như này là mình thực hiện sai đấy anh em ạ. Anh em sẽ đứng sang cái mé bên bàn này, đây là mình nói nha, để cho cái rune chaser trắng này nó cứ đập 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 sang hai cái bên cạnh này này. Tôi anh em hóa băng cái con tử thần vào thì em cứ đứng để cho cái răng tê sư nó đập 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 thì cái lượng sát thương theo thời gian đánh vào con bot nó rất là khỏe, thì khả năng là anh em sẽ giết được con bot đấy. Mình chưa test được thành công đâu, nhưng mà mình nhìn thấy nhiều youtuber trên thế giới người ta làm ấy, nhưng mà làm cách này cũng lâu anh em ạ. Tội gì anh em muốn chơi thì anh em cheat này cho mình, quá đơn giản. Phiên bản mới, phiên bản cũ và phát chít phát được ngay. Đây, anh ngồi manager cho mình nha. Đã tiếp tục resuột này, app này, webpack này, renderer này, anh em open cái này. Theo dạng là auto paste thôi. Xong lại Reaper, tìm, kéo sang cái chỗ hidden. Đây nó sẽ có chỗ hidden. Đây, chỗ tìm chỗ hidden đấy này. Bình thường ở đây nó sẽ có một cái dấu chấm than nha. Đấy, ví dụ ở đây nó có một dấu chấm than đúng không? Mình lại điền rõ một dấu chấm than vào. Sau mình bật game lên này. Thì bây giờ cái dấu chấm than này thì nó sẽ xóa. Nó sẽ không cho hiển thị. Thì bây giờ anh em vào game là sẽ thấy không thấy có con từ thần đâu. Bây giờ mình vào lại, mình xóa dấu chấm than này đi. Thì bây giờ vào game kiểu gì cũng sẽ xuất hiện con tướng đấy. Cách này nhanh hơn nhiều mà nó dễ hơn so với việc anh em test 30 phút các kiểu để anh em lấy cái con tướng này giết cái con từ thần kia. Tính ra cũng mệt. Lâu này chỉ mất tầm chưa đến 1 phút. Trong mấy chục giây là xong. Lấy con này cũng được, anh em muốn try hard thì anh em có thể test thử phong cách đấy. Anh em có thể test thử phong cách đấy. Nên chắc là một cái clip sau mình sẽ xóa hết những cái power up này đi, mình test thử nhá. Test thử. Hoặc chưa phong cách full dam. Full time test thử. Tại vì sao mà người ta muốn giữ ở cái level 2 cho đến tận phút 30 anh em biết không?
Tại vì những cái con quái trừ con tướng này thì nó mạnh hay không mà nó phụ thuộc vào cái level ban đầu của anh em ấy. Nếu mà anh em cứ để lên level cao ấy, thì những cái con tướng, con boss đầu game ấy, nó rất là khỏe. Anh em sẽ không trụ được đến phút thứ 30 đâu. Người ta cố giữ level 2 để cho đến phút 30 người ta sống đấy. Quan trọng nhất là phải cuối người ta đánh cố gây sát thương đến con boss, con Reaper để hoàn thành cái nhiệm vụ ẩn thôi. Giữ level để làm cái nhiệm vụ giết con boss thôi chứ không phải là để farm. Rất là đơn giản. Thế thôi, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.